vị thân mến, tin cực nóng, bà CEO Nguyễn Phương Hằng tố cáo kế hoạch hoàn hảo của tên thiếu tướng Lê Hồng Nam và tên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cấu kết với nhau để thực hiện âm mưu chiếm Đại Nam và ăn chặn hàng trăm tỷ đồng của nhà nước. Cụ thể, sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng đến giờ phút này đã tốn không ít giấy mực của các trang báo chí truyền thông trong suốt hơn một năm trời. Và cho dù bất luận chuyện gì xảy ra đối với bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian tới đây, thì chúng ta cũng không thể nào phủ nhận rằng công lao của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian vừa qua đối với xã hội, đối với người dân Việt Nam là một vấn đề không hề nhỏ chút nào. Trong số những công lao đó, phải kể đến công lao lớn nhất của bà Nguyễn Phương Hằng là đã làm cho giới ca nghệ sĩ và nhất là những tên quan tham cấu kết để hối lộ, chúng rơi chiếc mặt nạ giả tạo xuống khỏi lòng khán giả và công chúng. Nếu không có một CEO Nguyễn Phương Hằng can đảm, thì có lẽ giờ này đám ca nghệ sĩ bẩn cấu kết với những tên quan tham tha hóa này thì có lẽ chúng đã thao túng hết truyền thông và những chiêu trò bị bợm, sắc sược, những câu nói rao giảng đạo lý sáo rỗng hàng ngày mà người dân Việt Nam dù không muốn bắt buộc cũng phải nghe. Vì xã hội này, pháp luật này và những quy định trong xã hội này đã lỏng lẻo để cho đám ca nghệ sĩ bẩn bựa này chúng bịt miệng. Và theo truyền thông, đến đây thì sự việc của một nữ CEO Phương Hằng đã làm cho đám ca nghệ sĩ bẩn này chúng biết như thế nào là lễ độ và văn minh. Nhưng người dân Việt Nam ta có câu nói rằng nếu không có lửa thì làm sao có khói. Kết cục của bà Nguyễn Phương Hằng ngày hôm nay là kết cục không phải do bà Nguyễn Phương Hằng lựa chọn, mà đó là kết cục của một người phụ nữ trong tay không có chút quyền lực nào ngoài sổ đỏ và kim cương, đối đầu với cả một băng đảng lưu manh. Và đến đây, sau khi sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, thì đã lộ ra những kế hoạch có thể nói là hết sức hoàn hảo mà người đứng đầu là tên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và tên thiếu tướng giám đốc Công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam. Cộng vào đó là một số cái tên khác mà không quen, kể đến đó là tên đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng, bắt đầu sự việc từ khi bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Thần Y lừa bịp Võ Hoàng Yên. Rồi sau đó những cái tên như là Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng và nhất là cái tên Dơ Giấy giật chồng để thuê Viu Anh cùng vào trong câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Lập tức sau đó đến câu chuyện ăn bẩn sóng Dơ Giấy của đám ca nghệ sĩ bẩn, lừa đảo như là Viu Anh đã nhảy vào câu chuyện rồi binh vực cho đồng bọn của mình ăn bẩn sóng bẩn. Rồi đến câu chuyện leo thang hơn với sự cấu kết của các luật sư bẩn, nhà báo bẩn. Rồi đến đây là các điều tra viên bẩn, đặc biệt là nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển với hàng loạt các điều tra viên như là Lê Hồng Nam, Hồ Sĩ Niêm và một số nhân vật khác như thông tin mà chúng tôi đã đăng tải trong suốt những ngày trước đây. Sau khi biết mình sai phạm, vợ chồng của bà nữ ca sĩ Thủy Tiên đã dựng nên một nước cờ quy mô để hối lộ cả về tiền bạc lẫn tình ái cho thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm. Lập tức sau đó thì sự việc của bà nữ ca sĩ Thủy Tiên, tên cầu thủ Quang Vinh, được qua cầu êm ả, trong khi khoản khuất tất đến giờ phút này các cơ quan chức năng chính quyền chưa biết giải thích ra sao. Điều đáng nói chính là bà nữ ca sĩ Thủy Tiên này đã làm cầu nối cho hàng loạt các nhân vật ăn bẩn sống bẩn khác tiếp cận với Hồ Sĩ Niêm và Lê Hồng Nam để làm ra những chiêu trò bị bợm nhất có thể trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt hơn là bà nữ ca sĩ kiêm hành nghề cái điếm Viu Anh còn tiếp tục hối lộ tình ái trong thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm và tên thiếu tướng Lê Hồng Nam để mục đích dồn bà Nguyễn Phương Hằng vào đường cùng. Sau khi có kết quả điều tra được công bố cũng chính là lúc mà tên Thần Y lừa bịp Võ Hoàng Yên và đám gừng xỉ sóng bẩn này chúng như được mở cờ trong ruột vì có sự chống lưng giúp đỡ từ tên thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm và tên thiếu tướng Lê Hồng Nam. Và chắc chắn với một người có cá tính thẳng thắn như bà Nguyễn Phương Hằng thì câu chuyện vẫn sẽ không dừng lại ở đó, mà nếu đặt địa vị là bất kỳ người nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai chấp nhận vấn đề bịp bợm mà các quan chức lộng hành này đã cấu kết với đám ăn bẩn sóng bẩn này để tạo ra cho xã hội những vấn đề nhơ nhuốc nhất. Và như vậy là bà Nguyễn Phương Hằng vẫn tiếp tục đanh thép vào một kế hoạch bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng được sắp đặt nên mà một người dân bình thường như bà Nguyễn Phương Hằng thì sẽ không bao giờ biết được câu chuyện này. Bắt đầu là tên đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng cấu kết với tên Lê Hồng Nam và Hồ Sĩ Niêm trong những câu phát biểu tại nghị trường Quốc hội để bà Nguyễn Phương Hằng bực tức phản ứng. Và các tên đại biểu Quốc hội khác ùa theo vì đụng đến chén cơm lợi ích của mình. Tiếp đến là tên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo cho Lê Hồng Nam dựng nên nước cờ quyết định tạm hoãn xuất cảnh để tiếp tục một lần nữa cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bực tức phản ứng và như thế là kế hoạch mang bí số 331 đã được hình thành từ tên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và tên thiếu tướng Lê Hồng Nam cấu kết với hàng loạt một số nhân vật khác. Khi bà Nguyễn Phương Hằng lập tức phản ứng thì bắt đầu tung lưới bắt giam.
Thế nhưng đến giờ này thì những tên Phan Văn Mãi và Lê Hồng Nam, Hồ Sĩ Niêm hay Phan Viết Lượng đang hả hê vui mừng vì kế hoạch mang bí số 331 của mình đã hoàn thành. Nhưng chúng không biết rằng người dân đang rất mất niềm tin một kế hoạch lộ liễu khi công an của tỉnh Bình Dương là đơn vị thụ lý đơn giải quyết khiếu nại, như công an của thành phố Hồ Chí Minh lại là đơn vị đưa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để điều tra vụ án. Quyết định nói rõ là gửi cho bà Nguyễn Phương Hằng một bản nhưng giấu nhẹm đi và để mang đổi lại cho tên Đức Hiển để làm quà. Để đổi lại vài tỷ đồng mà tên Đức Hiển này đã đi đêm 331, cũng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì công an thành phố Hồ Chí Minh lại dành công lao với công an của tỉnh Bình Dương. Đưa đơn tố cáo tại Bình Dương, đem về thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và giải quyết. Ghép vào điều luật 331 nhưng bắt phạm nhân trước rồi mới chạy đi tìm người để cung cấp bằng chứng, để ghép tội cho phạm nhân. Luật quy định rõ là được bảo lãnh tại ngoại nhưng sở chiêu trò lý luận cùn không cho bảo lãnh và điều cơ bản nhất là đưa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra hôm trước thì hôm sau lại có quyết định phục hồi điều tra. Trong khi đương sự là bà nữ ca sĩ kiêm hành nghề cái điếm phi nổ chưa kịp cung cấp thêm một bằng chứng chứng cứ nào, pháp luật cứ như một nồi cám lợn bao nhiêu ân ức cứ đổ dồn cho một mình bà Nguyễn Phương Hằng. Người dân đến giờ phút này lắc đầu ngao ngán, ai cũng cho rằng thiết nghĩ theo lời nói của cựu tổng nhà mình, đốt lò đốt than thì chắc đốt đến thiên niên kỷ thứ 5 cũng chưa hết củi, vì lỗi từ cơ chế quản lý lỏng lẻo. Pháp luật bị giẫm đạp, pháp luật chỉ để dành cho dân đen mà không dành cho quan chức, thì có đốt muôn đời cũng không chỉ là cũ và mới thay nhau mà thôi. Trong những ngày gần đây liên quan đến sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng bị các cơ quan chức năng công an thành phố Hồ Chí Minh và người đứng đầu là tên thiếu tướng Lê Hồng Nam nhận sự chỉ đạo của tên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và Nguyễn Văn Nên để chỉ đạo bắt giam và ghép vào điều luật 331 đã khiến cho người dân trong cả nước hết sức phẫn nộ. Liên quan đến sự việc này đến đây để nảy sinh ra rất nhiều ý kiến thắc mắc của nhiều người dân trong đất nước. Các câu hỏi khán giả đặt ra là tại sao ông Dũng Lò Vôi cùng từng là một đại biểu quốc hội mà tại sao vợ của ông Dũng là Nguyễn Phương Hằng lại bị bắt và ghép vào điều luật 331, trong khi đây là điều luật mà các cơ quan chính quyền muốn dựng lên để ghép cho những người có quan điểm trái với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, liên quan đến một thông tin về các đám gường xỉ dơ bẩn, thì mới đây tên nam ca sĩ thất học cắt tóc rai tai đổi đời Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố phá sản. Điều đó nói là tên nam ca sĩ thất học cắt tóc rai tai đổi đời Đàm Vĩnh Hưng này đổ lỗi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Mới đây trên trang báo Thanh Niên số ra ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã đăng tên bài Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thời điểm bị bà Nguyễn Phương Hằng reo tên tôi mất hợp đồng 40 tỷ. Và tên Mr. Đàm này vừa có dịp trải lòng với phóng viên báo Thanh Niên về khoảng thời gian ồn ào vừa qua cũng như chia sẻ về những quan điểm của mình về những vấn đề được quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Tên nam ca sĩ Mr. Đàm này nói rằng khi nào làm MV 10 tỷ trở lên thì hãy nói, lúc đó mới có người nghe. Phóng viên đặt câu hỏi: chào tên nam ca sĩ Mr. Đàm, trải qua những biến động của năm 2021, vậy động lực nào giúp cho ông liên tục hoạt động chạy sâu ra sản phẩm thay vì dành thời gian nghỉ ngơi sau những ngày ồn ào trong thời gian vừa qua? Thì tên Mr. Đàm này đã nói tôi không cho phép mình nghỉ ngơi. Showbiz như một dòng máu chảy, nếu dừng lại sẽ có người khác vượt qua. Tôi quan niệm nếu tên tuổi của mình hot thì nồi cơm của mình vẫn sẽ lớn, nếu mình nguội thì nồi cơm của mình sẽ nhỏ đi. Gần đây tôi phải làm đúng trách nhiệm của mình, mọi người đã đem cho tôi một chiếc ghế thì tôi phải ngồi vừa vặn và đúng vị trí của mình. Không thể tự nói mình là ông này bà kia, là ngôi sao số 1 rồi, cứ đứng yên đó hát theo kiểu cũ và bắt mọi người phải nghe họ. Đó là những lớp khán giả cũ, người đang nắm giữ chìa khóa thành công của nghệ sĩ trong thời đại này. Là người trẻ còn những khán giả xưa sẽ quyết định sự thành công trong show diễn của các nghệ sĩ. Họ sẵn sàng chia tiền, sẵn sàng dành thời gian quý giá để đến xem. Ngày xưa chỉ có seri thôi, còn bây giờ thì đời sống khác hoàn toàn. Việc đầu tư đúng sản phẩm với tên tuổi của mình, cộng thêm việc thay máu công ty, nên tôi không cho phép mình lơ mơ. Khi phóng viên đặt câu hỏi là luôn bên cạnh tin tức những MV đầu tiên, đầu tư tiền tỷ vì sao không phải là một con số cụ thể, thì tên Mr. Đàm trả lời, xưa giờ tôi không hề tiết lộ con số cụ thể. Thì năm MC này là chuyện lạ nữa khi MV tốn 10 tỷ trở lên thì hãy nói, lúc đó mới có người nghe. Cái quan trọng hơn là số tiền chính là tôi bắt được nhịp và xu hướng của giới trẻ trong giai đoạn hiện nay. Khi phóng viên là hỏi nhiều ca sĩ chọn ra MV và nâng giá cắt xe lên, còn tên nam MC Mr. Đàm này trả lời giới trẻ bây giờ sẽ sợ quá, công ty của tôi có làm sự kiện, khi gọi một vài người họ báo giá rất quốc tế luôn. Nhưng có người vẫn sẵn sàng chi trả, mọi người đều có một con số, tôi không hề lên án chuyện này, quan trọng là họ có được chấp nhận ra đó hay không. Họ báo giá hát một bài 1 tỷ đồng cũng được nữa, chẳng sao hết trơn, tôi không lên án và đó là chuyện của mỗi người. Ví dụ tôi báo giá và nhận mức lương tương ứng thì hài lòng, còn ca sĩ trẻ lương cao hơn,
Tôi thì mặc kệ, tôi không thỏa thuận được như thế thì tôi ngu, tôi ráng chịu. Còn ai giỏi thì thỏa thuận người ta trả cho. Mà thôi, nhưng dù thế nào quan trọng là có nhận được sau đó hay không. Tôi nợ một cái báo giá quá cao khiến cho người ta không làm được, hoặc nếu nhận xong thì tôi không còn dư đồng nào. Tôi không nỡ làm như vậy, tôi nhận cắt xe ở mức vừa phải, đủ với công lao cắt xe của ekip vũ công, âm thanh và ánh sáng là đủ rồi. Phóng viên của báo Thanh Niên lại hỏi ông có nhận show đi hát đám cưới đám ma hay hát lô tô hỗ trợ không? Thì tên nam ca sĩ thổng cắt tóc rai tay, Mr. Đàm trả lời là có, tôi không từ chối bất kỳ show nào, vì đó là nghề của tôi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.